Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ bàn về vấn đề là nói về một chiếc xe rất nổi tiếng của Honda, đó chiếc Honda Dream 2. Thưa các bạn, chiếc xe Dream 2 là một chiếc xe đã rất nổi tiếng từ ngày xa xưa đến bây giờ. Và tại sao nó lại dữ dã đến như vậy? Chiếc xe Dream 2 là một chiếc xe cực kỳ nổi tiếng, thưa các bạn. Từ ngày xa xưa đến giờ, nó hình ảnh rất quen thuộc trong con người của Việt Nam chúng ta. Trước đây nó tượng trưng cho sự giàu có, sự đầy đủ. Còn bây giờ nó tượng trưng sự bền bỉ và sự hoài niệm, thưa các bạn. Vậy tại sao một chiếc Honda Dream 2, nhất là phiên bản của Thái, nó lại có giá trị đến như vậy? Và ngay đến bây giờ nó vẫn rất giá trị. Thậm chí có một chiếc xe đã được rao bán ở thời điểm hiện nay, đã rao bán là một chiếc xe chưa đổ xăng, nó có giá trị là 1 tỷ 113 triệu đồng. Đó là giá trị rao bán, thưa các bạn. Một giá trị rất kinh khủng, thưa các bạn. Vậy điều gì đã tạo nên cái tên tuổi lừng lẫy của dòng xe này, thưa các bạn? Có nhiều yếu tố, nhưng mà có một số yếu tố chính cơ bản sau đây. Trước tiên, đó là một chiếc xe có thiết kế rất đẹp, thưa các bạn. Chúng ta phải thừa nhận, ngay đến hiện nay, gần hơn 20 năm xuất hiện, nó cũng rất đẹp và không bị lỗi mốt. Đó là một thiết kế rất tiên tiến, một đường nét rất góc cạnh, nó không mang tính chất bó tròn giống xe hiện đại thời bây giờ, thời nay, mà nó những đường nét rất góc cạnh và nam tính, mà đến thời điểm hiện nay, những người lớn tuổi đi nó cũng rất hợp. Và thật điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là những thanh niên chưa đến 20 tuổi lại cũng rất chuộng loại xe này, đi nó rất cá tính. Và đó thừa nhận là một thiết kế cực kỳ đẹp, thưa các bạn. Nó không những đẹp mà nó còn mang tính chất kinh tế nữa, bởi vì nó có những cái chi tiết khi mà có va chạm nhẹ thì gần như những cái chi tiết trang trí của nó không hề bị ảnh hưởng, mà chỉ va chạm đến những cái phần vỏ bên ngoài, từ phần ghi đông, phần để chân và phần quay mình nâng xe phía đằng sau. Những cái phần ấy là những phần tiếp xúc trực tiếp để mà có va chạm. Và gần như đến hiện nay, trừ những chiếc xe bị va chạm lớn do những vụ tai nạn nặng ấy, còn nếu không, những chiếc xe khác gần như giữ được đường nét rất cơ bản của nó, và những cái chi tiết tem, những chi tiết nhựa gần như không hề bị ảnh hưởng. Và điều đó tạo nên một sự bền bỉ và chất lượng mãi đối với chiếc xe Honda Dream 2, thưa các bạn. Điều thứ hai, đây là một chiếc xe cực kỳ bền bỉ, thưa các bạn. Nó động cơ rất bền và tiết kiệm nhiên liệu. Sau 10 năm hay 20 năm sử dụng, động cơ nó không hề bị lỗi gì, và thậm chí mức tiêu thụ nhiên liệu cũng không hề thay đổi. Đó là một điểm rất ưu việt của chiếc xe này, thưa các bạn. Đó là điểm thực sự ưu việt. Và điều quan trọng đối với người tiêu dùng Việt Nam, đó là mức tiêu thụ nhiên liệu nó cũng không hề tăng lên sau thời gian sử dụng. Điều đó càng tưởng những sự bền bỉ và giá trị bán lại của nó. Người ta rất chuộng những chiếc xe mà tiết kiệm nhiên liệu theo thời gian, thưa các bạn. Có những xe của Yamaha trong một thời gian sử dụng nó cực kỳ hao xăng và người ta gần như không đoại hoài gì đến nó, nhưng đây một chiếc xe cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu, bền bỉ. Và thưa các bạn, sau một thời gian sử dụng, các cái chi tiết kim loại hay những cái chi tiết nhựa của nó không hề bị rạo, đi không hề nghe một tiếng sọc sạch gì cả. Điều này những cái xe đời mới cũng không thể qua được nó. Thậm chí những cái xe Grand Alpha, Abarth, vân vân, những chiếc xe này trong một thời gian sử dụng thì các chi tiết nhựa bắt đầu kêu sọc sạch, nhưng Honda Supreme hay là Dream 2 không bao giờ có những hiện tượng nữa, thưa các bạn. Nó cực kỳ tốt và tin cậy. Điểm thứ ba về vấn đề phụ tùng, nó cực kỳ sẵn phụ tùng, thưa các bạn. Dòng xe này sản xuất ra rất nhiều ở trên Việt Nam chúng ta, và cả cái thông số phụ tùng của nó gần như trở thành cái chuẩn mực chung cho cả cái dòng xe khác. Cả cái xe Tàu, xe Hàn Quốc sản xuất nhái theo xe Super Dream, xe Dream Thái cũng đều dùng những cái thông số phụ tùng này cho cả cái xe của mình. Điều đó chứng tỏ cái độ phổ dùng của nó cực kỳ cao, thưa các bạn. Cho vậy, khi ai bất kỳ mua một chiếc xe nào cũ thì điều quan tâm ít nhiều của họ là phụ tùng có sẵn không, có dễ thay thế không và có rẻ không. Thì xin thưa với các bạn, xe Dream là một chiếc xe phụ tùng cực kỳ rẻ, bởi vì nó rất phổ biến và cực kỳ nhiều, đa dạng, ở đâu cũng có. Và đó là điều làm nên người ta rất tin tưởng khi muốn mua lại chiếc xe này. Thưa các bạn, khi một sản phẩm nào đó không còn sản xuất ra nữa thì giá trị nó sẽ tăng lên rất nhiều. Chiếc Super Dream đời đầu sau đó đã không còn sản xuất ra nữa mà xuất hiện phiên bản đầu tròn, khi đó tạo nên sự thất vọng trong người tiêu dùng. Người ta lại tìm về chiếc đời đầu, và thậm chí đến giai đoạn Honda Việt Nam ra loại bó tròn hoàn toàn thì lúc đó tạo nên sự thất vọng rất lớn của người tiêu dùng. Và Super Dream đã không còn là chiếc xe Dream của nguyên nó nữa, mà trở thành một chiếc xe khác hoàn toàn, thưa các bạn. Và những chiếc xe
Supreme đời đầu đã tăng giá lên một cách chóng mặt. Người ta săn luôn nó và giá của nó tăng lên đến 20-30 triệu trên một chiếc. Thật ra là luôn thưa các bạn. Và sau đó những chiếc xe cực kỳ có giá trị thưa các bạn. Đây là chiếc xe Dream Thai. Và đây là chiếc xe, đây chính chiếc xe này, nó có giá 1 tỷ 113 triệu đồng. Người ta đấu giá đây một chiếc xe chưa đổ xăng thưa các bạn, tức là hoàn toàn như mới, một giá trị thật kinh khủng thưa các bạn. Và tại sao người ta lại ưa chuộng nó đến vậy thưa các bạn? Ở đây, giai đoạn đầu tiên khi ra đời chiếc Dream Thai, nó tương đương một gia tài giá trị từ 7 đến 8 cây vàng thưa các bạn. Thời điểm đó ở Việt Nam chỉ có những người siêu giàu và những người có mức thu nhập rất cao khi ở trong nhà mới sở hữu chiếc Dream Thai. Và đối với tất cả mọi người tiêu dùng thì gần như mọi người dân Việt Nam của chúng ta ấy, là gần như nó là một giấc mơ Dream thực sự. Và ước mong được sở hữu nó ngậm ngầm trong tâm trí của mỗi con người của chúng ta. Và đến bây giờ khi giá nó đã mềm hơn rồi thì mọi người khi mua được nó là giống như thỏa mãn cái giấc mơ thời thơ ấu của mình thưa các bạn. Và do vậy người ta luôn sẵn lùng để mua bằng được nó và giá trị của nó được duy trì mãi thưa các bạn. Chiếc xe Dream là một chiếc xe khá hiện đại của thời kỳ bấy giờ với động cơ 97 phân khối và với trọng lượng 95 kg, nó khá nhẹ nhàng và động cơ rất khỏe. Động cơ của nó 4.4 kW, tương đương với 6.2 mã lực thưa các bạn, giúp chiếc xe đạt tốc độ tối đa gần 100 km/h, là đã thỏa mãn nhu cầu đi lại của người dân Việt Nam chúng ta rồi. Và chiếc xe bền bỉ ưu việt này tạo nên một cơn sốt thực sự trong người tiêu dùng Việt Nam thời kỳ bấy giờ, và ngay đến ngày nay nó còn vẫn lưu dấu ấn rất rõ ràng trong mỗi người Việt Nam của chúng ta, và ai cũng dành tình yêu thương sự ưa chuộng cho nó thưa các bạn. Chúc mừng một mẫu xe rất thành công của hãng Honda.